Chào các em, hôm nay các em hãy cùng chị Coca tôi chiếc quạt chú khủng long này nhé. Đầu tiên chị sẽ tô cây dừa ở phía bên trái. Chị tô lá của nó là màu xanh. Giờ chị tô trái này màu cam. Ở đây có 3 trái, chị sẽ tô 3 màu khác nhau. Trái này màu hồng. Và một trái màu đỏ. Chị sẽ tô thân cây này bằng màu nâu. Để tô hai màu khác nhau thì bây giờ chị sẽ chia cái phần này ra nha. Đó, chị chia như vậy. Phần ở phía dưới này chị sẽ tô màu tím. Còn phần ở bên trên chị sẽ tô màu vàng. Bây giờ chị tô màu vàng ở phần này nha. Chị sẽ tô màu tím ở phía dưới. Một màu đều được nha. Chị sẽ tô các cái hoa văn trên lưng chú bằng màu sắc khác nhau. Một chút màu xanh, một chút màu đỏ. Và ở đây chị sẽ tô một chút màu cam. Chị đã tô xong chú khủng long rồi. Bây giờ chị xem chị sẽ tô cái gì. Chị sẽ tô cái bãi cỏ ở dưới này nha. Chị sẽ tô bãi cỏ này là màu xanh.
chị sẽ tô 3 nhánh cỏ nhú lên này bằng màu vàng. Giờ chị sẽ tô ngọn núi lửa nha. Bên trên ngọn núi lửa này chị sẽ tô màu cam. Sừng của chú khủng long chị chưa tô xong, bây giờ chị tô luôn nha. Và cái phần ở trên đuôi của chú có cái hoa nhỏ này, chị tô luôn màu cam. Ngọn núi lửa này chị sẽ tô màu nâu. Chú khủng long rồi đó các em. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nha.